Chào tất cả các bác nhé, em Sông Muôn Bánh đây. Hôm nay em lại chia sẻ các bác là bệnh ăn xăng bí lọc gió. Đấy, hôm nay là em chia sẻ các bác là đây là trên con xe i10 Grand 1.2 nha, động cơ dung tích 4 xi lanh. Con này là hơi ăn xăng. Đấy. Do là bí lọc gió. Mai em hướng dẫn các bác tháo lọc gió động cơ để coi như là xịt, kiểm tra cách và tháo và lắp ráp lọc gió động cơ để xịt. Mai em chia sẻ các bác nhá. Đây là con i10 Grand, máy 1.2, số tự động, đời 2016, bản hatchback. Rất nhiều bác hỏi em là lọc gió động cơ thì tháo kiểu gì. Hôm nay em dạy các bác và chia sẻ các bác luôn. Bác nào chưa biết thì em dạy cách tháo và chia sẻ. Rất đơn giản. Trên lọc gió, nắp gạt cò nó có cái lọc gió động cơ đây. Các bác nhìn này. Đây là lọc gió động cơ trong đây. Nó có hai cái vẩy này. Tháo cái này ra một phát này. Tháo cái này ra phát này, các bác nhấc lên này, kéo ra một tí này. Đây các bác này. Đấy. Đấy, các bác nhìn đấy nha, nhìn thấy cái lọc gió chưa? Đấy. Bác nhấc lên này. Rút nó ra này. Cực kỳ đơn giản. Đấy. Đây này. Đấy. Sau đó là các bác xịt nha. Đấy, em để máy quay đây. Xịt rất đơn giản. Đấy. Xịt em. Xịt cực kỳ đơn giản. Đấy. Đơn giản này, em xịt này. Có xem. Quá bụi luôn. Đấy. Con này là chưa bụi lắm, nhưng mà nó cũng đến lúc phải bụi lắm rồi. Đến lúc phải xịt rồi. Chưa phải thay, nhưng mà xịt đi là nó sẽ hết. Đấy, đây em hướng dẫn các bác xong. Rất đơn giản. Đấy, đây. Đấy, em xịt này, có nhìn này. Đấy, sau khi em xịt này, cực kỳ đơn giản luôn. Đấy, lọc gió cực đơn giản luôn. Xịt cái này đi mục đích là không bí. Nó sạch sẽ lọc cơ, nó như cái lá phổi luôn. Lọc gió này, đây em đang hướng dẫn các bác lắp nhá. Đây, lắp này, nhìn các bác nhìn này. Nhìn này. Đấy, đưa nó vào đây này. Cực kỳ đơn giản này. Đấy. Con này có hai cái lẫy trong này này, các bác nhìn này. Hai cái lẫy trong, ba cái lẫy này, các bác cài vào. Cài vào này. Đấy. Cài vào các vị trí này. Đấy, xong ok rồi, nó vào vị trí hết rồi. Đấy, các bác ấn như nhìn nó vào vị trí hết rồi, các bác nhìn này. Bật một cái này bên này. Đấy, quá đơn giản. Từ từ đâu. Bên này cho vào hết. Chú ý nhá, các bác tháo cái này ra, ấn nó vào hết. Đó là nó. Rồi rồi, ok. Nhìn nào. Đấy. Đấy. Rồi, rồi hết rồi. Rồi, các bác nhìn này. Bập một cái này bên này này. Xong, coi anh thay lọc gió động cơ là xong. Đấy. Quá đơn giản. Đối với dòng i10. Thì em bán xong các quay nhá. Em bán đó. Đấy. Có gì các bác cần không biết hỏi gì về thay lọc gió động cơ. Động cơ nhá, đây là lọc gió động cơ. Cứ bảo em Sông Bốn Bánh sẽ chia sẻ tận tình các bác luôn. Cái này là cái đơn giản và dễ nhất, ai có thể làm được. Các bác nên tự làm lấy.
Vì cái lọc gió động cơ này cực kỳ quan trọng, nó sẽ giúp các bác coi như là giúp máy thoáng, không ăn xăng là một. Thứ hai nữa là không hỏng xi lanh và piston. Đấy, gió vào sạch thì nó như lá phổi thôi, thì không bị hỏng xi lanh và piston thôi, không bị bó máy. Đấy, đấy là những cái mà cái lợi của nó là như thế. Còn cái lọc này trả bao nhiêu tiền, nó bẩn quá các bác thay. Mua hàng kia, hỏng hàng Hyundai xịn về thay, nhét một nó xong thôi, tự thay đấy được mà. Cái này đơn giản đấy, này hai cái lẫy này nhá, bảy ra cái này, bảy ra cái này, nhấc lên rút ra thế là xong thôi, cực kỳ đơn giản đấy. Ai cũng thể làm được. Rồi hôm nay em chia sẻ đối với dòng i10 Grand nhé các bác nhá, máy 1.2 nhá. Đấy, cứ dòng này là các bác cứ thế mà làm thôi. Đây là em chia sẻ một số cái đơn giản và thường gặp hàng ngày cho các bác, để các bác đi xe dòng xe này không phải hỏi han gì nhiều, cứ nhìn video của em là làm được. Vậy nhá, em chân thành cảm ơn nhá. Có gì thì liên hệ, hoặc là cần tư vấn gì thì cứ alo em Sông Bốn Máy, hoặc góp ý em có gì chưa đúng nhu cầu như các bác, thì bác nào ấy hơn thì góp ý cho em để em ra các video truyền hình tiếp theo nó được tốt hơn và phục vụ anh em. Đấy, các bác ngon thì em cũng vui. Rồi, bác nào vui thì thi thoảng rảnh mời em cốc bia được, anh em giao lưu. Đấy, em chân thành cảm ơn các bác nhá. Chúc các bác coi như là lái xe coi như là an toàn và vui vẻ.